Giá heo hơi hôm nay 21 tháng 2 năm 2023 tiếp tục chững lại ở cả ba miền. Hiện tại, thương lái tại các tỉnh thành đang thu mua dao động trong khoảng 49.000 đến 53.000 đồng trên kg. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động mới và dao động trong khoảng 50.000 đến 52.000 đồng trên kg. Theo đó, giá heo hơi tại 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Ninh Bình đang được thu mua ở mức 50.000 đồng trên kg, thấp nhất khu vực. Tại Nam Định và Hà Nam đang được thương lái thu mua ở mức 51.000 đồng trên kg. Mức giá heo hơi cao nhất khu vực 52.000 đồng trên kg được ghi nhận tại các tỉnh thành còn lại tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Giá heo hơi hôm nay đồng loạt đứng yên và trong khoảng 49.000 đến 52.000 đồng trên kg. Trong đó, giá heo hơi ở tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng đang lần lượt neo ở mức thấp nhất và cao nhất khu vực là 49.000 đồng trên kg và 52.000 đồng trên kg. Thương lái tại các tỉnh còn lại duy trì thu mua heo hơi ổn định trong khoảng 50.000 đến 51.000 đồng trên kg. Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng trên kg. Cụ thể, các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Bến Tre đang cùng neo ở ngưỡng 53.000 đồng trên kg cao nhất khu vực. Giá heo hơi tại tỉnh Tây Ninh đang duy trì ở mốc 50.000 đồng trên kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại duy trì giá heo hơi quanh mốc 51.000 đến 52.000 đồng trên kg. Thân ái chào bà con!